Tiếp tục kỳ họp thứ 8, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Các đại biểu bày tỏ sự ủng hộ với dự thảo nghị quyết với đủ các cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn như tờ trình và báo cáo thẩm tra. Việc Quốc hội ban hành thêm nghị quyết này sẽ là cơ sở khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế xã hội. Về phạm vi thí điểm, một số đại biểu đồng tình với việc thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc, nhưng không phải mang tính chất đại trà chung chung. Chúng tôi đánh giá rất cao cái việc chúng ta thiết kế ở cái nghị quyết này là chúng ta thí điểm trên phạm vi toàn quốc, nhưng đối với các dự án nào, tiêu chí nào. Thế và nếu mà nhìn nhận ở trong cái nghị quyết này thì tôi cho rằng nếu áp dụng quy định của điều 3 hoặc là điều 4 ấy, thì chắc chắn là cái này chỉ đối với khu đô thị thôi. Cho nên là không có cái câu chuyện là chúng ta lấy đất lúa với đất của đất nông nghiệp một cách đại trà với tràn lan để chúng ta thực hiện cái nghị quyết này. Đại biểu cho rằng khi nghị quyết thông qua cũng cần có những nguyên tắc để có một thị trường bất động sản lành mạnh phù hợp, đáp ứng yêu cầu, tránh tạo ra sốt đất, vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, một số ý kiến còn băn khoăn về tính khả thi thực hiện dự án. Điều 3 khoản 1 điểm B, dự án phù hợp với chương trình kế hoạch phát triển nhà ở. Cái dự án này là dự án nào mà chúng ta đánh giá được sự phù hợp? Nên là tôi đề nghị là làm rõ cái dự án này là dự án nào. Bởi vì sau này chúng ta không thực hiện được. Vì lúc đấy chỉ có ý tưởng của nhà phát triển bất động sản thôi. Sau đó còn phải lập dự án theo luật nhà ở, lập dự án theo luật kinh doanh bất động sản, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc là chấp thuận nhà đầu tư theo dự luật đầu tư v.v. và rất nhiều. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đã giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu. Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đất đai trong kết luận thanh tra kiểm tra bản án tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.